Thưa quý vị, theo văn hóa của đồng bào Khmer, hàng năm sẽ diễn ra mùa lễ Sen Don Ta. Sen Don Ta có nghĩa là lễ cúng ông bà, thể hiện truyền thống cây có cội, nước có nguồn. Trước đây thì lễ diễn ra từ 3 ngày đến 15 ngày, nhưng hiện nay chỉ diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 29 tháng 8 đến ngày 1 tháng 9 âm lịch. Năm nay, lễ Sen Don Ta diễn ra vào ngày 1, 2 và ngày 3 tháng 10 dương lịch. Theo truyền thống, những ngày này, đồng bào Khmer sẽ đến chùa để cúng giếng, tưởng nhớ người thân quá cố. Theo truyền thống, lễ Sen Don Ta thường được tổ chức với các nghi thức chính gồm lễ đặt cơm vắt, lễ cúng ông bà, lễ rước ông bà và lễ đưa tiễn ông bà. Những ngày lễ, đồng bào Khmer sẽ chuẩn bị các mâm cơm, tập trung cúng trên chánh điện các ngôi chùa và nhờ các vị sư sãi tụng kinh cầu siêu cho ông bà quá cố và cầu an cho ông bà cha mẹ còn sống. Sau đó mới về tổ chức lễ rước và đưa ông bà tại nhà. Mình làm cúng cho ông bà rồi thấy vàng mỗi đêm, mỗi khuya lên đó là đi thấy vàng theo mà tháp vậy đó. Các món ăn mình nấu sẵn ở nhà, chế biến sẵn ở nhà, rồi trái cây mình cũng chuẩn bị sẵn ở nhà và sau đó mình đem vào chùa và mình thực hiện những cái nghi thức như thế nào hả cô? Dâng cho như ông bà rồi sư ông lục độc á, ông lục độc rồi kêu như là cho tới ông già bà già đã mất đi lâu rồi đó, ông lục đọc kinh cho tới ông già bà già mình gì đó. Ở đây là có trái cây, xong có cái tháp và có những cái lá cờ như vậy thì nó mang cái ý nghĩa gì hả chị? Mang cái ý nghĩa là mình cúng cái đó nhờ dân tộc mình cúng cái đó mình mới tới ông bà mình. Bắt buộc mình phải có cái tháp này và có cái cờ này. Dạ. Giống như cái tháp cốt vậy đó. Để phù hợp với cuộc sống hiện đại, lễ Sen Don Ta có sự thay đổi ít nhiều. Nhưng những nét truyền thống, bản sắc vốn có của nghi lễ vẫn được gìn giữ. Thông qua các hoạt động của lễ Sen Don Ta, không chỉ để tưởng nhớ đến các đấng sinh thành, dưỡng dục, mà còn giúp cho người Khmer củng cố mối quan hệ gia đình truyền thống và mối quan hệ xã hội.